Bắt đầu trồng hoa từ 2 năm nay, nhưng mô hình hoa này được cho là rất hiệu quả. Với diện tích hơn 1 sào, trồng chủ yếu hoa ly, hoa cúc và lây ơn. Các loại hoa rất dễ tiêu thụ trong dịp Tết. Tuy nhiên, ông Hà cho biết, trong các loại hoa này, hoa ly là khó trồng nhất và đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc cao hơn. Nếu không đúng quy trình thì sẽ thất bại. Củ ly sau khi được ủ lên mầm thì đem trồng. Sau khi trồng xong nên tưới nước ngay, tưới đủ nước ngay lần đầu tiên. Trồng thì cứ hàng mà 1 mét thì mình trồng 5 củ, 1m2 thì mình trồng 6 củ, cứ y như vậy mình làm rồi phân bón mình che thêm rơm rạ ở dưới cho nó mát bớt đất đi. Lúc đầu thì nó cần nước nhiều, rồi sau đó thì nó có nụ rồi thôi mình hạn chế đi, nó không nước nó vừa vừa phải thì mình nhìn thấy cái mặt đất của nó mà nó đủ ẩm là vừa, đừng có tưới nữa nó thối á, nó hư luôn. Cần chú ý nếu cây hoa ly mà tưới thừa nước, cây sẽ lùn, thậm chí củ bị thối. Nhiệt độ thích hợp nhất là từ 24 đến 30 độ C. Nếu nhiệt độ thấp dưới 20 độ C là cây sinh trưởng kém, kéo dài thời gian chăm sóc, chất lượng hoa giảm. Ngược lại, nhiệt độ cao quá, cây cũng sẽ không cao, cho hoa nhỏ. Ánh sáng cũng phải thích hợp, nếu thiếu ánh sáng cây sẽ yếu, màu sắc hoa không tươi. Trời nắng đây là mình cũng che bớt đi, để nó giảm bớt đi, khi nào mà nó độ chín của nó rồi khoảng chừng thứ 6 bắt đầu mình dỡ ra, dỡ bớt đi để cho nó hấp thụ đầy đủ ánh sáng, cho nó quang hợp được thì nó sẽ được thôi. Lúc đầu thì mình phải che cho nó chút. Trồng hoa ly cần theo dõi độ pH hàng tuần, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phù hợp với từng loại bệnh. Ở giai đoạn ra hoa, cần chú ý đến bọ trĩ gây hại. Riêng đối với hoa cúc, Tết năm nay, ngoài trồng luống, gia đình ông Hà có hơn 50 chậu. Với giá dao động từ 250 đến 300 ngàn đồng một chậu, gia đình thu trên dưới 15 triệu đồng. Đối với hoa cúc, ông Hà cho biết nên trồng vào ngày râm mát. Trồng xong nên dùng rơm mềm hoặc rác phủ gốc để giữ ẩm cho cây, đảm bảo độ ẩm của đất từ 70 đến 75%. Đối với bón phân, ngoài lượng bón lót, trước khi trồng phải bổ sung định kỳ trong suốt quá trình phát triển của cây. Hoa cúc thì đây là nó có, tôi lấy giống là các cái đại lý ở dưới tôm á, về rồi cũng làm đất cày bừa đi cho nó bỏ phân vô, sới cho tơi ra, rồi mình trồng cái khoảng cách 20-20 cây thôi, rồi cứ nó bén rồi cứ mình tưới phân cho nó, rồi mà mình dùng thuốc bảo vệ thực vật đó dưỡng bệnh, giữ được cái bệnh để cái loài này nó hay bị bệnh. Đối với cúc, thu hoạch một bông một cây loại vào chậu, cần phải tỉa cành nhánh và nụ phụ mọc xung quanh nụ chính để tập trung dinh dưỡng nuôi cây. Khi cây cao khoảng 25 cm nên làm cọc hoặc giàn để giữ cây. Có thể làm giàn lưới hoặc ni lông hoặc dây thép nhỏ đan thành từng ô và nâng dần lên theo độ lớn của cây để giữ cây khỏi ngã. Ngoài ra, để điều tiết cây nở hoa theo ý muốn đúng dịp Tết thì áp dụng các biện pháp kỹ thuật như chiếu sáng bổ sung bằng cách thắp điện vào ban đêm, giảm nhiệt độ hoặc tăng sử dụng các chất điều tiết sinh trưởng. Còn đối với hoa lây ơn, loại hoa được xem là rất dễ trồng ở mọi điều kiện. Đây là loại hoa ít gặp sâu bệnh. Cái lây ơn nó rất dễ. Nó chỗ nào mình trồng cũng được hết. Mình trồng quanh năm cũng được. Nhưng mình trồng làm sao mà nó đúng hay dịp Tết kìa. Cái đó mới quan trọng, chứ còn ai trồng cũng được. Thời tiết ở đây rất thuận lợi về cái cúc với lại lây ơn. Nếu mà mình chọn cái giống là mình phải chọn theo cái chu vi cái củ của nó, hay là cái giống cao cây một chút. Với cái kỹ thuật của nó, mình làm nó không đúng là một nó luồn luôn, hai là bông nó điếc luôn, nó không phải không cao được.
Hy vọng những kinh nghiệm trồng hoa của hộ gia đình ông Lê Hà ở tổ 16 tháng 5 thị trấn Đắc Lây, huyện Đắc Lây sẽ được bà con áp dụng và nhân rộng ở các địa phương, góp phần nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế. Chị Phan Thị Yến, Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã Sơn Tùng cho biết, hiện tại hợp tác xã chuyên trồng hoa quanh năm, trong đó chủ yếu là các loại hoa cúc. Theo kinh nghiệm của chị, để trồng được hoa cúc quanh năm, nhất thiết phải có nhà vòm bao che bằng ni lông để tránh mưa tránh nắng. Thứ hai là hoa cúc thuộc loại khó trồng, nhiều sâu bệnh hại như dẹp, bệnh đốm lá, bệnh rỉ sắt, phân trắng, bệnh héo xanh vi khuẩn. Nên trong khâu chăm sóc, ngoài việc bón phân tưới nước, cần phải phun thuốc phòng các loại sâu bệnh theo định kỳ hàng tuần thì chất lượng vườn hoa mới đảm bảo. Khâu mà chăm sóc đây là tôi phải rất là cẩn thận của nó, là mình ngoài cái bón phân rồi là mình còn phải phun thuốc định kỳ của nó. Đấy, mà nếu mà mình không phun thuốc định kỳ là nhất khoát cái cúc nó sẽ bị bệnh thôi. Mình cứ định kỳ mình phải phun phòng thôi. Nên là mình phun phòng là chính, chứ còn bởi vì cái thuốc đặc trị của nó là cũng chưa có. Đấy, cứ định kỳ là mình phun phòng, mình tránh thôi. Riêng trong vụ hoa Tết, điều quan trọng là kỹ thuật điều chỉnh hoa nở đúng thời điểm. Vì thời gian sinh trưởng của hoa phụ thuộc rất nhiều vào diễn biến thời tiết và điều kiện ngoại cảnh. Tùy theo đặc điểm từng loại giống, từng loại đất, cường độ ánh sáng và dự báo diễn biến thời tiết để lựa chọn cây giống và xây dịch thời điểm trồng cho phù hợp. Nếu mình muốn hoa nở nó cùng Tết thì là mình trồng là có đúng thời gian của nó. Mình tính thời gian mình trồng ấy, là đến giáp Tết là hoa nó nở thôi. Cái thời tiết của cái hoa cúc này thì nó mà trời mà nó lạnh thì lúc nó cũng hơi chậm nở thì mình kích cho nó nhanh nở, mình kích thuốc cho nó nhanh nở lên thôi. Cái mùa mưa thì mình phải là nhất khoát là phải lợp nhà mái rồi, phải có mái ni lông che. Đấy, không có là mưa mà nó dột xuống thì hỏng hết hoa thôi. Ngoài các loại hoa cúc, từ vụ hoa Tết 2012-2013 được sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến Nông và Dịch vụ Nông Lâm nghiệp huyện Đắc Hà, hợp tác xã đã đưa vào trồng thử nghiệm cây hoa ly và đã đạt kết quả tốt. Trong vụ hoa Tết năm nay, hợp tác xã tiếp tục đưa vào trồng 1.500 củ. Hiện nay, cây hoa sinh trưởng phát triển tốt. Nói chung về cây hoa ly ấy, thì bởi vì giá thành của nó đắt, nên mình chỉ trồng chủ yếu là vào dịp Tết thôi. Với điều kiện thời tiết thì tôi nghĩ là khả năng vẫn là trồng được đấy. Nếu mà về cái hoa ly mà điều nắng nóng như thế này thì ở như mình đây thì là mình phải che lưới. Trên thì ni lông thì là mình che mưa thì không nói rồi, nhưng mà nắng là mình phải che lưới đen đấy. Lưới đen để cho nó mát đó. Thực tế tôi trồng đây thì là mình cứ vẫn là chăm sóc bình thường thôi. Vẫn là nói chung là phải có lưới che mát rồi là mình phun thuốc định kỳ đấy hết. Mô hình trồng hoa đặc biệt là hoa vụ Tết của hợp tác xã Sơn Tùng, huyện Đắc Hà hiện đang khá thành công và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đây cũng là mô hình được nhiều bà con nông dân lựa chọn phát triển trong những năm gần đây.